có thể xe cái mặt các học tử có nghe các học viên có nghe và nói được không? Các học viên có nghe trò nói gì không? Có nghe không? Quý vị có nghe không? Dạ mô Phật, chúng con xin chào, kính chào sư Nghe là thầy. nghe rõ Nghe rõ không? dạ chúng con nghe rõ Bây giờ thầy chúng mình niệm Phật trong lớp mình cảm chú niệm Phật bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thấy cái hình xe không cái xe thấy cái mặt hình xe không đây là cái đề cương chúng ta học là dẫn nhập triết học Ấn Độ tiếng Anh là Instruction to Indian Philosophy tiếng của họ là Bharata Bharatasa Dasa Ravesanam Indian là tiếng Anh Ấn Độ là tiếng Việt tiếng của họ là Bharata Bharatasa là genitive case tức là sẽ thuộc về sở hữu cách là Dasa Dasa là phú thường âm Dasa quan điểm thì cái bài cái bài sau chúng ta sẽ giải thích về cái ngữ nghĩa Bharata và Dasan. Ravesanam, Ravesanam có nghĩa là cái lối vào, cái cổng vào sự thâm nhập. Ravesanam còn có nghĩa là một cái cổng để vào cửa của một căn nhà. Như vậy thì Ravesanam khi đi vào một cái cổng này thì chúng ta sẽ thấy, giả sử như chúng ta sẽ thấy là chính cái building này tượng trưng cho cái chính học phái của triết học Ấn Độ. Và mỗi cái building này á, là nó có một cái dasan riêng. Và trong cái building này á, thì mỗi cái building này có nhiều cái căn hộ, có nhiều cái căn hộ gì, mỗi căn hộ như vậy là cũng có những cái quan điểm riêng. À, cho nên trong kinh Phật gọi là gì, kiến trù lâm, rồi kiến hoang vu, rồi kiến gì nữa, kiến thí luận, kiến tranh chấp và kiến tiếp phược. Đó là trong cái bài. Trong bài kinh tôi nhắc đến những cái loại kiến này. Sabha Asabha Suttam số 2. Bi thí Gahanam, Bi thí Gantaram, Bi thí Visukam, Bi thí Vipanditam, Bi thí Samyojanam. Đó là các loại kiến. Thì mục đích của môn học đó là gì? Mục đích của môn học này là giúp cho các học viên nắm vững được cái ngữ nghĩa thứ nhất đó, nắm vững được cái ngữ nghĩa Dasan là gì, và mối quan hệ của nó với các thuật từ trong phạm trù triết học Ấn Độ. Thứ hai là giúp cho học viên nắm được khái niệm, các khái niệm triết học cơ bản trong triết học Ấn Độ của các học phái chính thống và phi chính thống. Thứ ba là giúp cho học viên nắm được các tư tưởng triết học Ấn Độ cổ đại. Và thứ tư nữa là giúp cho học viên hiểu được sự sai biệt giữa các học phái triết học Ấn Độ cổ và trung đại về các vấn đề siêu hình học và nhận xuất luận. Thì sau khi hoàn tất môn học thì các học viên có được những kiến thức căn bản về những giá trị truyền thống, văn hóa văn minh và tư tưởng triết học Ấn Độ thuộc các học phái khác nhau trong thời kỳ cổ đại và trung đại. Trò thì không có làm nghiên cứu sinh bên triết học, bên khoa triết. Cái này thì phải giác quan tập. Trò chỉ sau khi làm nghiên cứu sinh ở khoa khác và tiếp tục học ở cái khoa triết MA trường đại học Pune thì nó một cái cơ duyên như thế này. Lúc đầu dự định là học khóa không được rõ. Âm thanh rõ không? Tại vì do trên đây mưa, Buôn Ma Thuột có mưa và âm thanh rõ chưa? Dạ không rõ. Chúng con nghe rõ à? Trên đây mưa to, Buôn Ma Thuột đang mưa. Đó là tính là sau khi làm nghiên cứu xong là học là cái ngành là Anthropology, nhân chủng, nhân học, nhân chủng học. Tình cờ buổi sáng đó, đã đọc một cái bài research article của bài nghiên cứu về Sankhya. Lại không nhỏ quá, ta có người nói nhỏ quá. Âm thanh được chưa? Nghe chưa ạ? Bên con thì nghe rõ mà thầy. Rõ lắm rồi ạ, to đấy ạ. Ở bên con nghe nhỏ lắm, nhà bà thầy không có nghe được. Thế thì tăng cái ấy lên xem ở bên bên Thanh Mai đấy, xem tăng lên cái chức mà chữ không. Con thì nghe thấy to lắm rồi. Tăng rồi nó có một cái micro ngoài nữa nè. Chắc là bên đó nghe rõ chưa? Cái xe cái màn hình này cũng thấy rõ. Thì tình cờ một buổi sáng nó học đọc cái bài research article nói về Sankhya, học phái số lượng, thì đọc tới cái chỗ đó
mà quả có sẵn trong nhân, thì trò mới nhớ lại có một vị đã giảng, đã từng giảng và đưa ra những cái luận thuyết để biện minh, và nó gần giống như cái học phái số lượng. Trò bắt đầu mới bỏ cái ngành anthropology, ngành nhân chủng học, bỏ các giấy tờ và chuyển qua cái kho triết học, học MA thôi. Thì thượng tọa Giác Quang có tạo điều kiện thuận lợi, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cái kho này, cái kho học từ xa này. Chứ thật ra ở bên đó từ 2006 mà mới về đây thôi, cho nên là cái khẩu ngữ có thể là nó không có smooth lắm, tức là nó không có trôi chảy mạch lạc giống như là các vị đã từng dạy 5 năm đến 10 năm, cho nên các vị thông cảm. Thì khi mà chúng ta học, ví dụ như là mình là bhikkhu bhikkhuni upasika upasika thiện nam tín nữ, thì ta học, ví dụ như ta học kinh trường, trường A Hàm hay là trường bộ hay các kinh, thì đó là cái cá của mình rồi. Tức là hàng ngày, ví dụ mình đã nghe giảng cái bài thuyết pháp là nhiều năm, cho nên cái đó nếu mà thì khi mà những cái bài kinh đó mình có thể xem qua một lần rồi mình có nắm bắt được ý thì chúng ta có thi rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với cái triết học Ấn Độ thì thuật từ nó rất là nhiều khi là mình cảm giác là chán mỏi cái môn này, bởi vì nói trước là cái môn này một số học phái thì họ mình sẽ học là lúc nào cũng Brahman, Asman, cái linh hồn, rồi thượng đế, Lord. Cho nên khi vào cái thư viện mà cái chỗ mà tôn giáo, cái phần mà nhớ có những khu tôn giáo, tức là mình cứ chỉ mình quay và 360 độ, mình chỉ có sách Phật học mình lật ra là không nhìn thấy God đâu, còn bao nhiêu là nhìn đâu cũng chỗ tôn giáo, nhìn đâu cũng thấy God, triết học và tôn giáo nó chỉ có Phật học thôi, không có sách đâu, không thấy mặt thôi. Còn các vô thư viện là, cho nên nó là, và những cái thuật từ rất là nhiều. Cho nên chúng ta cũng gây chán mỏi, nên cái thái độ học và cái cảm giác mình giống như là nay về suối cũ vậy, cỏ đón duyên hai chim gặp mùa, như đứa trẻ thơ đối lòng gặp sữa, chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa. Cái kiểu đó mình học có cái thái độ đó thì mình mới có cảm giác là vui mình học, chứ bằng không triết học nó Ấn Độ hơi chán. Và thứ hai nữa là chúng ta cái môn này thì là có tiểu luận và thi cuối kỳ. Tiểu luận mà không biết có presentation ấy, tức là thuyết trình hay không, thuyết trình thì vài buổi thì nó mới vui, học viên mà học thuyết trình thì mới vui, bằng không thì giờ ta qua nội dung chi tiết môn học. Nội dung chi tiết môn học thì tất cả là có 11 cái nội dung, hai bài phụ. Cái nội dung thứ nhất là ngọn nguồn triết học Ấn Độ, thì cái bài này á nói về văn minh Ấn Độ. Cái bài thứ nhất ta học về cái nét đặc trưng về tôn giáo này, đời sống văn hóa Ấn Độ, nguyên nhân suy tàn, lũ này sẽ lướt qua nguồn gốc. Bởi vì ta học cái bài này qua, ta phải kinh qua cái bài này để đặng là chúng ta biết được cái thứ nhất là nguồn gốc của chế độ chiếm hữu nô lệ. Thứ hai nữa là cái nguồn gốc phân chia giai cấp từ chủng tộc Aryan xâm thực. Và thông qua đây á thì chúng ta biết được cái loại hình văn học Vệ Đà, Đức Vệ Đà, Sama Veda, Yayu Veda. Cái bài này thì học qua cho biết là Atharva Veda, Brahmana, Aranyaka, Samlanta Upanishad, Sutra, Sauta Sutra, đọc Sutra, không có đọc Sutra, Sutra, đọc nhẹ sau, đọc cái nhanh, cái là nó quen, không có đọc Sutra, Sutra, Dhamma Sutra, Vedanga, đó. Những cái này thì thật ra nó có một cái dòng, mỗi này là một cái bài, nhưng mà mình không có nghiên cứu sâu đây, bởi vì mình học cái này á, khi mà mình đọc vào kinh Di giáo, Phật nói là điềm mẫn kiết thương, chú thuật tiên dược, ở trong này có hết, cho nên nó gọi là tà mạng. Tà là tức là lệch lạc, nuôi mạng sống, lệch lạc, học cái này mình đặng mình biết được. Mấy cái này thì mình cũng quan tâm nhiều, cái từ ngữ này sẽ giải thích trong một dòng thôi, cũng không nhiều. Thì trước khi học cái bài này thì chúng ta phải kinh qua cái bài gọi là vấn đề hay những phạm trù cơ bản trong triết học. Triết học nói chung triết học phương Tây, triết học chung. Đây là Sasdarsan, tức là 6 phái triết học Ấn Độ chính thống. Cái bài hai nội dung 2. Triết lý nhân sinh Ấn Độ. Nhân sinh Ấn Độ, thật ra cái từ nhân sinh Ấn Độ sẽ gặp cái từ đó là Purusartha. Purusartha tức là con người, Artha tức là mục đích của đời người là cái gì. Cái từ này chúng ta sẽ gặp trong cái nhận thức luận trong Dhamma Isagha và Dhammakirti, cái bài kệ đầu tiên của nhà nha tinh du, một dòng tinh du, cái bài kệ của Dhammakirti, ngài sẽ nói cái từ này. Chúng ta sẽ gặp một lần từ này, đó là để thành tựu mục đích của con người phải có nhận thức đúng, samyak, nhà nhá,
Bhuvika, Sava, Guru Sutta. Chúng ta Guru Sutta thứ nhất là Dhamma, là Dhamma. Thứ hai là Vana Dhamma, Aksara Dhamma. Thì khi á mình phải hiểu mấy cái từ quan trọng thôi, mình những ví dụ những cái thuật từ này mình phải hiểu nó, khi học mình hiểu nó. Thì khi mà mình khi mà có phần cuối học kỳ ra thi á, là sẽ ví dụ như thi cái cách như thế này, trình bày Vana Dhamma hoặc là thuyên tích, hoặc là thông diễn thuyên tích Aksara Dhamma. Thì Aksara Dhamma này mấy cái từ này mình phải biết ghi gốc luôn ha, hoặc là trình bày Sakya Vada hoặc là Asakya Vada, mấy cái từ triết học này mình phải biết một số thôi, chứ còn mà mấy vị nhớ không hết đâu. Cái nào cần phải khi mà mình học cái ngày ôn tập á, ôn tập mình nhớ mình tham dự. Khái niệm rực ta, khái niệm rực na, thì khi thi là cái từ rực na là gì, sẽ giải thích khái niệm. Rồi cái Dhamma theo truyền thống Veda Vedis Veda, tức phái Bà La Môn giáo. Rồi khái niệm Dhamma theo truyền thống Sramana. Sramana thì có hai phái, tức là Sa Môn Hạnh đó. Cái thứ nhất là Chan, đọc là Chan, đừng đọc China. Chanism, đọc là Chan, không có đọc China. Và cái phái học phái thứ hai là Dhamma theo Phật giáo là gì? Bắt đầu là các loại hình Dhamma. Chúng ta trên đó giới thiệu cái này là chính là Vana Dhamma, Aksara Dhamma, Sadara, Sadarana Dhamma. Bắt đầu vấn đề nghiệp và tái sinh. Nghiệp và tái sinh theo truyền thống Veda, theo truyền thống Chan, theo truyền thống Bodha. Bodha tức là Phật giáo nha, cái từ này có nghĩa là Phật giáo. Giờ cái phần nữa là giải thoát luận Veda, truyền thống Bà La Môn giáo, từ Moksha. Sankhya giải thoát, ta dùng từ là Kaivya. Yoga giải thoát, họ cũng dùng từ Kaivya. Nghĩa từ này có nghĩa là giải thoát đó, tương đương với từ giống như Phật giáo mình dùng từ Nibbana là Nibbana. Vaisheshika nhà nha Vedanta, Advaita Vedanta thì họ dùng ha, giải thoát là Jiva Mukti và Videha Mukti. Thì Jiva Mukti nó giống như là Niết Bàn hữu dư y trong Phật giáo vậy. Thì cái người này, ông này chủ này, cái ông sáng lập ra cái học phái này là Sankara Acharya. Ông copy từ thầy của ông, là thầy của ông là copy, tức là mô phỏng từ học thuyết của nhà Nagarjuna, tức là ngàn long thọ. Và sau ông cũng copy rất là nhiều học thuyết bên Phật giáo Mahayana, Phật giáo đại thừa. Videhi Mukti, nó giải thoát này, Videhi Mukti thì nó tương đương giống như là gì, Niết Bàn vô dư y trong Phật giáo. Cái lễ chí thiện ha, thì cái này trong cái phần trước học Phật giáo chúng ta sẽ học là tướng thánh đế, thì có cái phần bát chánh đạo. Thì có ai muốn nói gì không? Nên Phật giáo là cái này sanh thức à giá ạch tấn ghi ca mà ga bát chánh đạo đó. Thì cái này trong cái phần mà tứ thánh đế mình sẽ học khổ tập đạo, khổ tập diệt đạo, thì chọn ra được Jainism, đạo Kỳ Na đó, ta gọi là Kỳ Na giáo đó, Kỳ Na giáo hoặc đạo Kỳ Na. Jainism Tri Ratana dịch là tam bảo. Còn phái yoga đó là của ông này, ông sáng lập là Bạch Tản Cha Lì Ashtanga Yoga, bát phần yoga. Thì cái ông này là ông copy phần lớn trong Bali đó giúp chúng ta sẽ học. Thì cái phái này chúng ta học, nhiều phái chúng ta sẽ học thêm một cái những cái bài sutra, những bàn bằng Sanskrit. Dĩ nhiên là các vị không có học thuộc chi, các vị học cũng không nội học thuộc đâu. Tức là mình hai cái học phái mình có vài chữ Sanskrit thôi, tức là Sankhya số lượng và cái học phái này đã chịu khó ta học vài chữ Sanskrit cho biết. Những cái câu kệ từ từ về hai cái học phái này rất là quan trọng. Thì cái ông này một chút nữa là Sankhya học phái nội dung ba, chúng ta sẽ nội dung ba sẽ xem học phái là Sankhya Darshan. Hai cái thuyết học từ là lịch sử phát triển học phái Sankhya, ý nghĩa thuật từ Sankhya, nội dung của Sankhya Karika Isvara Krishna gồm cho 75 cái Karika để giới thiệu qua. Rồi cái học phái này cũng có trình bày ba cái loại khổ, Atiya Mika, Atiya Bodhika. Nó thuộc từ thấy nhiều chưa, rất là nhiều. Mà quý vị cái nào trọng tâm thôi, cái ngày ôn nên nhớ đi, ngày ôn tập á, cái nào trọng tâm nhấn mạnh thôi, chứ còn học quý vị học nó hết. Bây giờ nợ cái syllabus nè, nợ syllabus này cho học đó, rồi biết tôi cũng không nhớ đâu. Thuật từ nó nhiều lắm, bởi vì triết học Ấn Độ là phần lớn là trong cái ngôn ngữ Sanskrit là chính. Cái thứ hai là Pali là cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn sau là Nagarjuna long thọ cũng là Sanskrit, Vasubandhu cũng Sanskrit, Vidnaga Dhammakirti là cũng Sanskrit. Cho nên là nói trước là rất là có vẻ như là mình nhìn thấy cái từ này nó chán mà. Những cái nào trọng tâm thôi. Rồi những phương pháp đoạn trực cổ, khổ, phân loại 25 tam vas. Cái triết học
sang cái da á, cho nên cái này có thể là nói vài lần á, cái lặp lại vài lần các bạn nhớ thôi, không có sao đâu, cái nào quan trọng thôi chứ đừng có lo lắng về cái syllabus này rất là nhiều. cover cho 11 buổi thôi, sau đó ta có thể là presentation, thuyết trình xong ta lo ôn tập viết nữa, thì chút nữa nói cái phần viết tiểu luận luôn, chuẩn bị luôn bây giờ luôn, chờ chuẩn bị luôn bây giờ luôn đó. Phần loại thì ta sẽ học Karika đây nè, 20, 22, 25, 26, 27 những Karika bằng Sanskrit để các vị biết mục đích mình sau khi mình học hết cái môn này, mình biết chút ít Sanskrit. Mình đâu có, các vị đâu có học thuộc đâu, đâu có học thuộc cũng nổi, chỉ biết qua, đừng có lo lắng nhiều. Cuộc đi là gì? Ahankara bây giờ rất là quan trọng. Trong hai cái học phái thì cái học phái Sankhya và học phái Yoga, ta phải học trước. Nếu mà sau này có hướng dẫn ai là phải hướng dẫn trước cái học phái Yoga cái đầu tiên. Nếu mà vô Sankhya phải học trước. Nếu mà Yoga mà học trước Sankhya là sai về phương pháp. Bởi vì cái phái Yoga hầu như họ chấp nhận cái học thuyết nhuyễn nguyên nhưng mà hữu thần, còn Sankhya là nhuyễn nguyên nhưng mà vô thần. Rồi là những thuật từ là gì? Satika Ahankara, Tamasa Ahankara, và sau này thì khi mình học xong những Karika này, cuối là có tóm tắt lại cái thuyết tiến hóa của là gì, chúng ta sẽ hiểu thôi. Và cái điểm nữa là Sankhya và Tathagata Purana so sánh điểm tương đồng của diệt nghiệp, bản chất và mối liên hệ giữa Prakriti và Purusa. Cái này là gọi là thần ngã này, cái này là vật chất này, nhị nguyên tức là hai này, thuyết nhị nguyên tức là hai cái này nè đó. Từ đó mà nó tiến hóa vạn vật vũ trụ, nó tiến hóa là cái quan điểm này. Thì mình sẽ học Prakriti là gì, Purusa là cái gì, sự liên kết và mối tương tác giữa Prakriti Purusa, có Karika và sinh tích. Cái điểm nữa là gì, khi Rune tam phẩm sắc toa là gì, Rajas Tamas. Thì trong khi học á sẽ có giải thích rõ những cái từ này hết, mà cái chỗ điểm nào nhấn mạnh á thì mình nhớ là để thi thôi, còn không nhớ thì rồi. Cái này rất là quan trọng nha, cái này cực kỳ là quan trọng. Sắc cái da và đà gà này là học thuyết nhân quả của họ nè, cực kỳ là quan trọng của cái học thuyết này. Cái này mấy cái điểm này nó thì chắc là mình thi cái đẹp, nên là mình thi học để hiểu, chứ còn mà học thi mà để cho qua môn nó dễ lắm, không có khó. Phần nữa là nhận thức luận Brahmana, nhận thức được phương tiện để đạt được kiến thức này, Uvavas, Sisavas, Samanjato, Rupa, học thuyết Kaivaya. Kaivaya có nghĩa là giải thoát đó, cặp quan hệ Sankhya Yoga. Và nội dung thứ tư là Yoga Dasan, tìm hiểu về thì cái tư tưởng, nói qua một chút về cái tư tưởng là cái tư tưởng Sankhya, tức là cái tư tưởng vô thần. Cái tư tưởng này là bác bỏ Brahman, tức là lấy cái vật chất là điểm xuất phát để giải thích cái thế giới vật chất, tức là bao gồm Purusa tức là tinh thần, thần ngã và vật chất. Cái vật chất này có lẽ vật chất thô, giác quan của con người để có cảm nhận được vật chất thô. Tiếp tục cái phái là phái Yoga Dasan. Cái phái này chúng ta cũng học một vài chữ Sanskrit thôi, bởi vì cái phái này cũng rất là quan trọng. Bởi vì cái ông này nè, ông Patanjali nè, ông là tiếp là học phái này nè, có bị rất nhiều kinh điển, ý tưởng kinh điển Bali, hầu như kinh điển Bali là trời sẽ chứng minh cái ông này có bị cái chỗ nào phải viện dẫn ra cái kinh Bali, trong đó có trích dẫn là thì bố cục của Sutra, Yoga Sutra, cặp quan hệ Sankhya Yoga, nguồn gốc thuật từ Yoga. Phần này phần quan trọng là mình định nghĩa Yoga là gì nè. Sutra, do lý do đó mình học Sutra 1.2. Khi mình làm bài á, mình trích dẫn những cái này rất là không có cần ghi trang ha, không cần thiết. Ví dụ như có 4 chương, chương 1 thì 1 nè, phần đó tôi là chương 1. Cái số kinh ở Sutra mấy là mình 1.2 là đủ, không cần ghi trang. Sankhya cũng vậy, cũng không cần ghi trang, không cần thiết. Nó có 75 bài Karika, chứ Karika chấm một cái, Karika 40, Karika bao nhiêu đó không cần ghi trang. Rồi, Chitta là gì? Cái này là rất là quan trọng nè. Chitta, Vritti là gì? Vritti, cái Vritti này rất là quan trọng trong cái học thuyết của ổng. Chú ý cái từ này, ví dụ thi đi ra hỏi nè, thuyên thích thuật từ Vritti theo học phái Yoga của Patanjali. Mấy cái này nè, mình nói một cái là mình vô mình thi là mình biết. Chitta, Vritti, Niroda là đoạn trừ. Vọng động của tâm, vực ti, giống như cái làn sóng vọng động vậy. Nhớ cái từ định nghĩa, học xong cái yoga là mình thấy nhớ cái này. Định nghĩa yoga là cái gì?
thế nào được gọi là yoga. Ông đã ông dùng cái từ là vichara nè, sa vichara sammapati, các loại thiền định nè, vichara nè, vitaka trước ông dùng vitaka nè, tầm trong Pali gọi là tầm, hướng tâm đến đối tượng đó, tầm vitaka nè, vichara nè, cái thiền của ông mô phỏng từ cái điểm Pali vichara là tứ hỷ ananda, Pali dùng từ piti, ông đổi một số từ thôi, tầm tứ hỷ lạc tịnh định, ông dùng asmita, ông dùng từ khác, ông dùng từ as, nhận thức lượng yoga, brahmana, pratyaksha, đọc là pratyaksha không đọc pratyaya, pratyaksha tức là trực giác, mà thức trực tiếp đó. Thì khi thi không có nói là trình bày nhận thức trực tiếp với nhiều cái cách dịch lắm, mình sẽ nhớ cái từ này luôn nha, học mình nhớ cái từ này, trình bày pratyaksha theo học phái nhà nha vaisheshika, từ này ha, đó cái đề là biết hết rồi đó. Ví dụ trình bày anumana, trình bày agama brahmana theo học phái yoga, vậy đó. Phương pháp kiềm chế vritti, có hai phương pháp đó là kriya yoga là khổ hạnh, swadaya isvara parinama pari Pranidhana Isvara tức là đại tự tại thiên đó. Cái thứ hai là Ashtanga Yoga, bát phần yoga. Bát phần yoga chúng ta sẽ học sau, cái này để sau. Phương pháp yoga rồi nữa là những chướng ngại của yoga, có những cái sutra mình sẽ học. Già đi, bệnh, sthana là cái gì, samsaya, brahmana, mada, alasya, avirati, Pranti Dasa. Rồi chúng ta sẽ học. Bởi vì cái này, cái học thuyết của ông này là phẩm gọi là nhị nghiên hữu thần, không tin có thượng đế, cho nên ý nghĩa và bản chất của Isvara đại từ tại thiên đó. Sutra 123 đến 125. Rồi bắt đầu các loại hình thiền định. Copy từ thiền định của anh. Sa sửa lại từ Sa Vitaka Samadhi, Ni Vitaka Samadhi, Vitaka tầm trong Bali Vichara là tứ, tầm hướng tâm đến đối tượng. Nivichara Samadhi, Ananda Nugata Samadhi, Asmita Nugata Samadhi, Asamprajnata Samadhi, Sammavati Sabija Samadhi. Nivichara là hạt giống thiền định mà còn những cái sankara, và Nivichara không còn hạt giống nữa. Phương pháp thanh tịnh tâm, phương pháp Chitta Pradasana giúp được kiểm soát hơi thở, thái độ đứng đắn, có sutra hết. Những cái này mình học sutra hết, chịu khó chút khó mình là có hết, có ra tiếng Việt hết. Chú tâm với chí và bậc đại nhân, chú tâm và giấc ngủ này, quán chiếu và đối tượng thả, visa phiền não, cái chỗ này nè, avida nè, ông định nghĩa như là kinh điển Bali luôn, ông định nghĩa cái vida này sẽ có trích dẫn kinh điển Bali để so sánh với chỗ này, so sánh với ông amita raga vesa ambi nivesa, cái học thuyết nghiệp nè, học thuyết nghiệp ông cũng cướp với giống như ông có bốn loại nghiệp, trắng nghiệp đen, vừa trắng vừa đen, nghiệp ông sửa lại cái nghiệp thứ tư á là nghiệp yogi của bậc yogi. Thì trong kinh điển Bali cũng bốn loại nghiệp, là nghiệp trắng, nghiệp đen, nghiệp vừa trắng vừa đen, nghiệp thứ tư là nghiệp duy tác khác chút. Cái này nè, đây cũng là copy một cái mô phỏng của tứ diệu đế nè, tứ thánh đế nè, nhưng mà ông dùng cái từ khác đó, heya hệ tú hà na hà nô bà gia khổ tập diệt đạo đây nè, nhưng mà ông thiên thích lại cái cách thiên thích của ông khác thôi, cũng là kinh điển Bali tứ diệu đế nè, bên ông cũng là ông bên Phật giáo cũng là tứ thánh đế, bây giờ ông cũng là cũng tứ này nè, nó ná gì vậy, nhưng mà ông dùng từ Sanskrit dùng từ khác. Mấy cái từ này chắc là chỉ có những vị nào có cái background vững thì mình cái phần bài giảng á, cái phần bài đó là sau khi mà mình học xong á, mình học xong một buổi á, cái là đều có cái PowerPoint lên á, trò đưa lên hết á, trò đưa lên hết á, xem cái đó mà học, mà chút nữa là nói luôn. Thì mình cần một cái là vừa mình cần một cái tác phẩm là cái tác phẩm á, chắc là trò có gửi cho Ngọc Hạnh, Ngọc Thanh nữa, tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ của Hòa Thượng Mạn Giác. Cái quyển này cũng hay nè, cái vị đọc cái quyển này vừa sáu phái còn ba học phái á, mình có học từ ở đây thêm. Thì sau mỗi lần mỗi giờ học nó kết thúc thì sẽ có PowerPoint á, recording lên đó, mình coi cái đó là mình học được vừa lại cái tên. Tốt nhất là có bản PDF ha, có bản PDF, các vị tải về, cái Ngọc Thanh sẽ đưa lên, các vị tải về, các vị sẽ xem qua coi thử hiểu. Triết học Ấn Độ nói là nó nhiều cái tư tưởng, nó rất là khó ha.
Có thể là mấy cái từ này nè, mình có thể mấy cái từ này là đầu tiên á, phải không? Có nhiều vị là đầu tiên mình nhìn vô, mình tiếp xúc từ này, phải không? Đúng không? Nè, thổ tập diệt đạo này, hà na Ashtanga yoga, bên học pháp Phật giáo á, gọi là bát thánh đạo, bát chánh đạo, thì ông có cũng gọi là bát phần yoga, Ashtanga yoga, yama gồm có bao nhiêu phần. Thì trong này mình học á, trong cái này thì mình học là giải thích rõ thôi, không có yên tâm xem qua cho biết. Cái là samyama cũng rất là quan trọng trong cái học phái của Siddhi, có nghĩa là năng lực thần thông. Cái năng lực thần thông tới đây là sao chúng ta không, cái sutta từ đây tới đây nó rất là dài, cho nên mình lấy cái đại ý thôi, mà nó không cái micro của... Sau đó thì chúng ta sẽ nói thêm cái học thêm các loại hình yoga. Hatha yoga là gì? Thì Hatha yoga là ai muốn sống thường thọ, ai muốn sống lâu thì thực tập Hatha yoga. Cái yêu cầu của phái Hatha yoga này là hơn 120 tuổi, 125 tuổi là họ có những phương pháp ai sống thọ thì theo những cái phương pháp này. Các loại hình yoga mình sẽ học là Chen yoga, các loại hình yoga lướt qua, Boda yoga, cái phần mà yoga trong Phật giáo thì cho nên chọn là tứ thánh đế học trong phần chánh niệm, chánh định. Chánh định thì trong phần chánh định có hai phần Samadhi và Vipassana, hai loại thiền định cần phải tu tập. Thì 40 đề vật thiền định trong này mình có thêm thích thời hiện đại, có nghĩa là có thể là gì? Bodha yoga, yoga trong Phật giáo. Còn một cái phần nữa là trị liệu pháp yoga. Cái trị liệu pháp yoga này nó mới hơn có mấy chục năm này thôi, tức là nó mô phỏng từ cái học phái này phát triển qua những cái tư thế mà hiện nay Việt Nam mình cũng phát triển, các chỗ những trung tâm yoga đó họ cũng phát triển từ cái ông này, gọi là trị liệu pháp yoga. Đúng ra còn một phần nữa là yoga và tâm lý học hiện đại, dài quá thôi, này là cắt bớt, mình học không có học không nhớ hết được. Trị liệu pháp yoga cũng nói một phần một xíu là ta học về phần. Nội dung thứ năm là Vaisheshika Dasan, xem nước qua thì cái này Badatha. Cái học phái này dùng từ Badatha, có sổ sách dịch là cú pháp. Thực ra cái này Badatha là cái denosum thêm biểu đạt một cái gì đó, tức là đất nước lửa gió, nó thuộc về nguyên tử luận. Manas là gì, guna là gì, cái phần này đây là vô minh, bốn mô thức của vô minh là nước qua xe. Học atma là gì, chủ thể nhận thức. Phần này thì cái phái này mình học sau cái phái nhà nha mình học trước gần và trường phái đây. Cái học phái nhà nha nó còn có tên là Parachina nhà nha Dasan. Thì cái phái này có một cái tên nữa mà ít có sách mà đề cập, đó là Anvikrikshiki nhà nha. Tên rất là cổ, học qua 16 phương pháp luận, là những phạm trù nhận thức trong nhà nha, hiện lượng nè, tỷ lượng nè, Upamana thí dụ lượng nè, Sada là thánh giá lượng, Prameya sở lượng tức là đối tượng của lượng biết là gì, Asman thân, Sarida, Indriya, Atha, Buddhi, Manas, Babriti, Dosa, Phala, Dukha, Rajabhava, Abhavaga, thiền và phần ngũ chi các pháp, từ điển, quyết định, luận nghị. Cái phần nào quan trọng thôi, mấy phần này chỉ có một định nghĩa thôi, nó không có nhiều đâu. Các vị được là luận kết, ghi tập và xa là lý do ngộ nhận. Rồi cái phần vấn đề siêu học, Ravaya là gì, Guna là gì, Kama đây là hành động. Nghiệp đây không phải là cái nghiệp đây, sự vận hành đó, phải cái nghiệp nghĩa thì có nghĩa gì. Samanya tổng tướng hay là tướng chung, Visesa là tự tướng tướng riêng, Samavaya, Pragabhava, Parisamsabhava, những cái từ này. Cái học thuyết này rất là quan trọng, đó là Asakya và Đà, quả nó khác với nhân. Cái học thuyết này bản chất của nhân là gì, các loại hình nhân, và so sánh cái quan điểm của nhà nha với học phái khác. Ta học cái từ nguyên học của nó gì, Buddhi là gì, cái quan điểm của Buddhi là chánh nha, là nhà nha là gì, nhận thức luận, phần nhận thức luận, phần này rất là khó. Ta học qua chương 7, nội dung thứ 7 là Bhuva Mimamsa Dasan, thì có hai gọi là Bhuva Mimamsa, còn gọi là Tara Mimamsa. Bhuva Mimamsa là tức là đầu, như đầu, tức là dựa vào kinh Vệ Đà và cái học thuyết này muốn được cho rằng, muốn được giải thoát là phải thực hành tế tự bổn phận Dhamma. Này quan trọng đặt nặng về vấn đề tế lưỡi, bản chất của Dhamma là vấn đề tế lưỡi, Diya, Kamiya, từ để giải thích điều kiện để thực hiện cái tế lễ.
đối với phụ nữ, đối với giải gáp sutra như thế nào. Còn những kết luận thì cũng đơn giản. Cái nội dung thứ 8 là Vedanta Dasa. Cái Vedanta này cũng có một vài học phái nữa. Thì ta học thuộc từ này Prasthana Tattayi. Prasthana Tattayi là gì? Đây là quan trọng. Tattayi tức là ba đó. Thứ nhất là Upanishad này. Thứ hai là Brahma Sutra và Bhagavad Gita. Gọi ba cái này là học thuyết này nè. Cho nên là tập tức là nó dựa vào cái ba cái kinh điển này mà nó xây dựng cái học thuyết lên học thuyết đó. Gọi là Prasthana Tattayi. Cái này quan trọng ha. Nốt cái này mấy điểm quan trọng. Thì cái âm này là Gaudapada, tức là tiền thân của học phái Sankara. Avata Vedanta. A là not, the vita nghĩa là hai, không hai tức là không hai tức là một, tức là nhất nguyên đó, nhất nguyên luận đó. Veda, Veda cộng anta, anta là phần cuối của Veda. Phần cuối của Veda là gì? Upanishad. Cái này gọi là phần cuối Veda. Người ta học những cái trạng thái này, âm quan điểm những cái trạng thái, những trạng thái ngủ như thế nào, những trạng thái mơ. Những trạng thái là ngủ sâu không mơ, và cái học thuyết là a trà ti và đa, giống như trà gọi là bất sanh, không có sinh nè, không sinh tiếp nè, không sinh không diệt nè. Thì ông này ông copy, ông mô phỏng cái học thuyết những cái triết học của Nagarjuna, ngài Long Thọ, học thuyết mà già rất là quan trọng, học cái ông Sankara Acharya đi gần khái niệm chỉ ba, từ cái thuật từ rất là nhiều trong triết học. Ta học của ông này nữa là Ramanuja Dasan, cũng trong cái học thuyết cùng cái học phái Vedanta, nhưng mà hai cái người này nó khác nhau, nó khác quan điểm đó. Ông Sankara nè cho rằng là tất cả cái nhận thức đều là ảo tưởng đó. Là ảo là mà già, cái năng lực của mày là ảo tưởng đó. Là sai lầm hết, không có cái nào đúng đó. Nhưng mà cái ông này nè, ông cho rằng tất cả nhận thức đều là đúng, không có cái nào sai hết đó. Cũng trong học phái mà nó khác đó. Có nghĩa là ví dụ như vậy thì từ xa, ví dụ đi trên sa mạc từ xa thì ta thấy những hạt cát nó nắng nó chiếu xuống, những hạt cát nó lóng lánh giống như là nước vậy, thì có đúng hay sai? Thì ông quan điểm ông nào cũng cho là cũng đúng. Lý do tại xuống nó thì cái hạt, trong cái hạt cát này có những cái thành phần đất nước lửa gió, như vậy thì nó bởi vì nó có cái thành phần nước cho nên nó có lóng lánh lắm giống như nước, cho nên ông cho là nhận thức là đúng, tất cả nhận thức là đúng, cùng họ phá về định. Cho nên ông bác bỏ cái ông cái quan niệm của này Asman là nó giống như là Brahma. Cho nên tới cái học phái này là ta nghe còn là Brahman Asman không. Bởi vì mình học kinh điển Phật giáo quen cái ta rồi, êm dịu quen, thả ái thả hỷ quen rồi. Khi mình học cái này, mình nghe cái này rất là, nếu mình không quen rất là khó chịu. Cho nên nó là có câu hỏi là làm sao để phát sanh chánh kiến. Phật nói phải học rộng nghe nhiều, phải học rộng nghe nhiều. Cái thứ hai nữa là gì? Yoniso manasikaro, như lý tác ý. Thứ ba nữa là gần gũi bậc chân nhân, chứ không thôi là mình nghe tới đây là rất là chán. Học phái ông có cái tên riêng, Visista và Avada. The Vita có nghĩa là hai. A là not, cái học phái, cái này có nghĩa là quality, có phẩm chất, tức là Brahma là có phẩm chất. Cái phẩm chất gì đó chúng ta Chita, Achita tức là vật chất này. Cái từ Prakriti và Purusa mình sẽ nói, chúng ta sẽ nói bởi vì xuyên suốt các triết học Ấn Độ chúng ta sẽ luôn luôn gặp những cái từ này, và chúng ta sẽ học những cái vũ trụ luận của học phái này. Cái từ để giải thích sao? Rồi cái học phái của Nimbaka Dasan thì nó trải qua những cái giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Ví dụ Beda, Abeda, Beda là biết và sự sai biệt, Abeda là không sai biệt, sai biệt mà cũng không sai biệt. Cái học phái cái quan điểm đó. Thì ở nhà thì chúng ta có thể học, chúng ta có thể đọc quen rảnh, đọc quen, tìm hiểu số phái triết học Ấn Độ, có bản PDF gửi lên là quý vị đọc đó vừa rồi. Bởi vì mình cái lớp từ xa này mình có thời gian, có đúng không? Lớp từ xa là bản chất đó, vừa làm vừa học, cho nên cái này là cũng hơi nặng, nhưng mà ta học những cái định nghĩa thôi cho nó đủ tiết ha, yêu cầu là đủ tiết ha. Nhưng mà trời thì cover có mười một nội dung thì 11 buổi là chúng ta ôn, là chúng ta làm được rồi. Thêm một học tiết nữa là Alabha Dasana.
Dasan, tức là ông này cũng trong cái Vedanta, mỗi người có mỗi cái quan điểm, cũng Brahman nhưng mà cái quan điểm nó lại khác, cũng Asman nhưng quan điểm lại khác. Mối quan hệ giữa cái từ này có nghĩa là vũ trụ luận, vũ trụ thế giới đó, samsara. Rồi ta học á, tới cái học phái Chan Dasan, nói thật á, cái chỉ có một á, nếu mà học á mà một cái học phái Chan thôi cho thi thôi mình cũng không nhớ hết luôn á. Ở bên đó trời, và học cái này, học có chọn cái môn này mà những cái phần đạo đức học của họ phải bắt thuộc hết, mà khi học thuộc là phải vào viết tiếng Anh, cho nên mình phải học thuộc. Ở đây thì không có mình có thuộc gì, chỉ cho nếu giả sử như mình học cho học một cái học phái nào, một học phái thôi, một học phái duy nhất này thôi, để mà thi các vị cũng nhớ không hết đâu, không cách nào mà nhớ được, cái pháp số rất nhiều. Nhưng bên đó ta học thì mình phải triết học, cái bản chất của triết học nó là gì. Thì bài đầu tiên á, chúng ta sẽ văn hóa Vệ Đà, chúng ta sẽ học hai cái văn hóa đó và Sramana, và ta hiểu được cái bản chất Sramana là gì. Sra trong Phật giáo định nghĩa Sramana, Samana, Sa môn á, có bài kinh là gì? Sa môn quả, trong kinh Tạng Bali có bài kinh Sa môn quả. Văn hóa Sramana, văn hóa Sa môn hạ, chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa hợp từ Sramana, Brahmana, đặc điểm của Sa môn hạ, hình thành phát triển học phái Chan. Cái học phái Chan này nó có hai học phái, gồm phân ra học phái chính đó là gọi là Digambara. Digambara và Svetambara. Digambara tức là cái học phái mà lõ thể, còn học phái kia là học phái bạch y mà áo trắng. Rồi sự phân phái, thực ra nó có phái nè, phái kinh điển Agama, phái gọi là Anekanta. Chúng ta sẽ học cái học thuyết là Anekanta Vada. Vada là học thuyết nha. Khi mình thi thì mình chỉ có ghi là trình bày Anekanta Vada là đủ, chứ không có ghi thêm từ học thuyết nữa, nó dư từ. Và đa là học thuyết, là A là nốt nè, An là nốt nè, EK là một, Ane Kanta và đa tức là không phải một tức là nhiều, nó chấp nhận các cái quan điểm khác. Như vậy thì nếu mà nói thì cái học thuyết này mà trước các học thuyết khác thì lấy đâu mà tóm thâu các cái, tức là copy cái mô phỏng các cái học thuyết khác để làm về cho cái học thuyết mình. Cho nên cái học thuyết này Anekanta buộc lòng phải đi sâu hết các cái học phái khác, đúng không? Đi sâu hết các học phái khác để mà mới có copy được chứ, gọi là thuyết à. Cho nên knowledge, nhận thức luận bên phương Tây á, là đúng chứ không sai, nhưng mà bên Ấn Độ lại khác, triết học Ấn Độ lại khác. Nhận thức luận có thể đúng và có thể sai, không những đúng và sai đâu mà nó còn có bảy cái là gọi là Saptabandhi. Ta sẽ học cái học phái này, chúng ta thấy sách ta bàn gì là gì. Cái phái nó là phái nhận thức luận, phái Brahmana. Ta học cái này nó rất là chuyên sâu. Đó ta học thuyết là Anekanta Vada, phái nó học thuyết đa chiều. Là Anekanta là gì? Tức là khái niệm, những cái khái niệm họ chấp nhận, khái niệm dị biệt nè, khái niệm từ đồng nhất đến dị biệt nè, khái niệm từ đồng nhất. Sáu phạm trù trong triết học Chan thì cái này rất là quan trọng. Cũng rất trong đó là sáu phạm trù đây, Jiva đến linh hồn, Ukla, Dhamma. Dhamma đây không có nghĩa là Dhamma giống như cái ngữ nghĩa Dhamma giống như trong Phật giáo, mà ngữ nghĩa Dhamma ta sẽ học bài đầu đâu. Dhamma là cái nghĩa là hoàn toàn khác, tức là sự vận động. Dhamma đây cái nghĩa vận động, ví dụ như là uống nước vào, mình uống nước vào thì nước nó lan tỏa trong cái cơ thể này, nó đi vào, gọi là Dhamma. Cái Dhamma có nghĩa là sự vận động, sự lưu thông. Adhamma tức là sự dừng nghỉ lại, Akasa không gian, Cà La và thời gian, sáu phạm trù. Cái học thuyết này nữa là Na, Ya và Da, và những quan điểm phổ quát, quan điểm tổng tướng, quan điểm tự tướng, quan điểm sát na sinh diệt, Sách Da Na Ya, quan điểm đồng nghĩa. Cái phần nhận thức luận, năm loại hình nhận thức của phái Kỳ Na như thế nào? Mati, Sutra, Avadi, Manas, Ý, Kevala, rồi thái niệm về nhất thiết trí theo quan điểm của China. Đa nghiên luận tức là thuyết đa nghiên luận là Anekanta và đa. Đây là cái phần đạo đức nè, đạo đức học thái niệm. Thì nói chụp trước cho biết, khi mình học á, mình học học thuyết nghiệp Kama ở học phái Chan, thì cái này trò lấy cái tác phẩm của Tattva Sutra của Umasvati. Cho nên khi mình học ở đây á,
có 8 loại nghiệp ha. Khi mình học ở đây á, rồi sau này mình có, sau này chúng ta có đọc cái tác phẩm nào đó mà cái học thuyết nghiệp nó khác thì không có nghĩa là ở đây dạy sai đâu ha. Thì họ cũng có nhiều cái tác phẩm về nói về nghiệp giống như mình vậy, nghiệp quan điểm của Theravada khác, Mahayana khác, Savatthivada khác. Cho nên là vì mình học ở đây thì họ lấy cái kinh khác, cho nên nếu sau này mình đọc một cái tác phẩm nào nghiệp thì đừng có nói là ở đây sẽ dạy sai ha. Rất nhiều quan điểm mà nói trước cái chỗ này. Đây con đường giải thoát Ti Ratana giới thiệu không, cũng hết giờ, giới thiệu cái syllabus không. Cái cover tới 10 cover hết cái này thôi là học chánh tính chánh hạnh. Bây giờ bắt đầu là cái phần này. Cái phần này là phần rất là khó nhớ nè. Mình học qua thì biết cái phần đó bên đây, bên ấn mà trò học đó là cũng phải học thuộc lòng thôi. Cái này rất khó nhớ, ví dụ nè, phẩm hạnh đạo đức Sravaka tức là cho người Krukha, cho người cư sĩ đại gia, Anuvrata, Vrata đó là nguyện đó, Ahamsa từ bỏ sức sanh đó, giới bất tổn sinh đó, Satya, Atitya, Brahmacharya, Abarigraha tức là vô sở hữu đó, phẩm hạnh này đó. Satya không trộm cắp, Satya là chân thật không nói dối. Guna Pratas, cái phẩm hạnh á, những cái từ này nè, có thể là mình đầu tiên mình tiếp xúc ha. Shiksha Pratas, phát nguyện giữ những giới điều. Đây cái đạo đức học của nó rất là quan trọng với cái này. Đạo thì nó giáo họ quan trọng cái này. Dasa Pratimas là cái gì? Cái này phẩm hạnh đạo đức dành cho Sramanas tức là bậc Sa môn á, nó cũng có đại nguyện cũng năm giới nhưng mà cái này là đại nguyện. Mati là cái gì? Thì ăn, thì uống, thì đi, đừng có dẫn côn trùng như thế nào, rất là chúng, rất là khắc khe. Cho nên là phải giới thiệu qua để mình biết cái họ phải cần nhiều lắm ha. Thì không cần, mình chỉ hiểu cái nghĩa thôi, mình hiểu nghĩa là lúc học, sẽ giải thích mình hiểu nghĩa. Rồi cái này rất là quan một cái phần vô cùng quan trọng đó là học học phái này là phải biết Salekhana. Đây Salekhana. Học học phái trên mà không biết Salekhana thì cũng chưa phải. Salekhana có nghĩa là gì? Xin đức học có nghĩa là nhịn ăn cho chết để đạt giải thoát phong thánh luôn đó. Gọi là Salekhana. Có hai loại Salekasaya, Kasaya đây là thân nè. Cái âm này ra tiếng Anh Kasaya đây là thân. Kasaya Salekhana, Kaya Salekhana. Cái này nè, học sinh đức có một cái bạn đoạn nhưng mà họ lỗ thể nhưng trọn cái đem lên đây được, đem lên đây thì có một cái ông guru già ông đó đến nhịn ăn cho chết để đạt được giải thoát này và gọi là Salekhana hoặc gọi là mình hiện đại đó, gọi là sinh đức học. Đó, nội dung thứ 10 là Lokayata, giới thiệu là hết giờ, giới thiệu syllabus Lokayata hoặc là Chabaka. Có một cái bài tập nhỏ ha, bây giờ cái bài tập nhỏ từ khi mình học bữa nay cho tới khi cái mình học cái học phái này về tìm tra cứu thì Lokayata và Chagaka là một hay là hai bài tập ha, bài tập nhỏ mình tìm tất cả từ điều có những là hai, một hay là hai cái học phái này. Lokayata coi văn vọng các cái vị đấy, Lokayata và Chagaka đây là một hay là hai, một học phái là hai, cho nên mình đặt ra chủ nghĩa di vọng và tìm những ý nghĩa thực từ Lokayata và Lokayata. Ông này là sáng lập Brihaspati. Thì trong cái phần Brihaspati Sutra chúng ta sẽ học ít nhất cũng 20 Sutra hoặc 40 Sutra để biết được bằng Sanskrit và giải thích cái nghĩa ra. Bởi vì sao cái này rất là, cái bản này rất là quý, ít cái sách tiếng Anh nào rất ít sách tiếng Anh nào đề cập lắm. Học cho biết được cái chủ trương của cái này là còn sót lại những phiên bản, cho nên là biết được cái học phái Chabaka như thế nào, Lokayata những luật sư. Và cái học phái Chabaka này, học phái Lokayata này có học thuyết là Svabhavada. Svabhavada là Svabhavada thường dịch là tự tánh. Trong Phật học hay dịch cái từ này là Svabhavada là tự tánh, học thuyết tự tánh, nhưng trong này là tự nhiên luận, ngẫu nhiên, mọi thứ là ngẫu nhiên, không có nhân, không có quả gì. Đó, cái này là Svabhavada, học thuyết ngẫu nhiên, và chúng ta cuối cùng là chúng ta nhận thức luận. Thì có hai phái này, cái phái thứ nhất Chabaka và cái phái này, trong cái học phái này có hai phái gọi là phái có học và cái phái mà gọi là còn cái phái là phái vô học. Dùng từ vô học là cái dùng cái từ cho nó lịch sự thôi, nhưng mà trong dịch ra thì nó không phải cái từ đó. Học thuyết học phái, nội dung thứ 11 là nội dung cuối cùng
Boda Dasan. Boda tức là học phái Phật giáo đó, là học nhân sinh quan Phật giáo, bây giờ chọn tứ thánh đế, học tứ thánh đế. Thì cái này á, nếu mà Phật giáo thì chúng ta tánh là hàng trăm hàng ngàn bài, cho nên nó là trong này á, là học cái định nghĩa về Bali, và định nghĩa ta học văn bản Bali, ta học những cái từ Bali qua để ta học dài từ Bali cho nó biết các loại hình rút ra. Thì trong cái phần này á, mình có thể so sánh với Bali Canon với cái ông Modo, cái ông rất là hay, ta dùng ba cái từ này: stress, eustress và distress. Cái từ này so mỗi gốc phát sinh phổ, không phải là mỗi gốc phát sinh phổ, rất là nhiều. Còn là phần thứ tư là Dukkha Niroda Gamini Ariya Satcham, con đường đưa đến việc đó là mình học các chánh đạo từ chánh kiến. Thì bởi vì cái phần này nó có đạo đức học từ chánh kiến cho đến đi chánh định. Trong phần chánh định á, là mình sẽ học 40 đề mục thiền định, thuyên thích học mới, cái này là Bodha Yoga, yoga theo hình thức Phật giáo, chánh ngữ, thứ ba chánh ngữ, từ ngữ Bali giải thích trong cái học để giải thích này. Có tính chưa? Tính đâu rồi? Đây vậy. Thì cái phần này gồm có hai cái lối tu thiền định, thứ nhất Samadhi và Vipassana. Vipassana, cái phần Vipassana theo cái này mình học cái giai đoạn đầu, cho nên là tiến mình được thành cái quá trình tiến trình. Rồi cái lý do mà chọn Paticca-samuppada vào đây, triết lý nhân sinh, duyên sinh, Paticca, mà lý do để chọn Paticca-samuppada vào đây học là sao? Bởi vì để mà so sánh cái học thuyết Sankhya là theo cái một cái đường nữa là đường chiều dọc, cái tiến trình tiến hóa của nó theo chiều dọc. Nhà nha Vaisheshika là theo chiều ngang, còn Paticca-samuppada của Phật giáo là gì? Một cái vòng tròn. Cho nên là khi mà thuyết tự luận, chúng ta sẽ chọn ít nhất hai học thuyết về siêu hình học hoặc là nhận thức luận mình so sánh. Nói hai chứ mà tùy, mình có thể thêm, rồi mình có học cái kinh Trường A Hàm đó, Trường A Hàm mà chúng ta đã học đó, kinh Trường A Hàm hoặc các bản kinh đó, rồi có những cái ý nào mình thêm vào chứ viết chừng 6-7 trang là không dễ. Cho nên là khi làm bài đừng chép, mấy cái bài trên đó trò coi hết rồi, mấy cái bài đó trò coi trò biết hết, nên cho nên khi làm chủ luận là nhìn lướt qua rồi biết liền ha. Thì cái phần này á, từ vô minh 12 chi này, chúng ta sẽ học những cái định nghĩa bằng Pali. Chứ còn mà học những cái kia thì chúng ta chỉ cần đánh trên Google hàng trăm hàng ngàn bài. Cái nhìn ở đây là cái nhìn gọi là phenomenology, hiện tượng học, và từ đó thuyên thích học hermeneutics. Cái bài tiếp đó chúng ta sẽ học cái bài tiếp đó, cái phạm trù trong cái phạm trù cơ bản trong triết học thì chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ điểm qua hermeneutics là gì, phenomenology là gì, và một nữa là đưa cái bài ngũ ẩn vào để thấy hiện tượng học. Ta nhìn cái nhìn hiện tượng học về ngũ ẩn, trong đó có sắc ẩn, sắc ẩn được đưa vào cái Abhidhammata Sangha, các loại hình sắc pháp, từ đó phân tích ra chi trẻ nhỏ là bây giờ chắc chắn học kỳ tới chúng ta sẽ học về Abhidhammata Sangha, cho nên mình làm quen cái này cũng được, các loại hình sắc pháp, các loại hình khi mà chi trẻ nhỏ mới thấy được vô ngã, mới thấy hiện tượng học, từ đó thuyên thích học kinh điển Phật giáo xem nước qua. Và trong Phật giáo thì mình sẽ học chút đôi chút về nhận thức luận của Dipnaga và Dhammakitti, hoặc Brahmija và Brahmana. Bản chất thực tại là gì? Ngài Dipnaga bản chất và các loại Pratyaksha, Indriya Pratyaksha, Manasa Pratyaksha, Swasamvedana Pratyaksha, Yogi Pratyaksha, và học thuyết Anumana trực tiếp về tỷ lượng, từ tỷ lượng Swa và Anumana, Para Athanumana, những lượng cử Paksha, Hetu, Nhân và Trực Đàn Ta, tức là chúng ta học cái là Hetu Chakra. Hetu Chakra có nghĩa là Chakra, cái vòng bánh xe đó, cái nhân luôn, cái này gọi là nhân luôn của Dipnaga, dịch Trần Na. Dhammakitti thì không dùng Pratyaksha, chú ý từ nhà năm, ngài không dùng nhận thức trực tiếp, thì các loại Pratyaksha thì cái ngài Dhammakitti không có dùng cái từ là Pratyaksha, mà ngài dùng cái từ này. Do đó mà cái phần từ nguyên học trong cái phái nhà nha có học cái nghĩa này là cái nghĩa gì? Bụt đi đó, cái phần trước có giới thiệu đó. À, ngài Dhammakitti không á, cho nên tập bản gốc mới thấy được cái sự sai biệt này. India, nhà năm, Manasa, nhà năm. Riêng là ngài sử dụng nhà từ này, ngài không sử dụng ngài từ Pratyaksha, Yogi, Tiếp Anumana. Và dấu hiệu đó phủ định đồng nhất và nhân quả. Ngài đưa ra pháp xứng tức là Dhammakitti. Khi tiết 11 diễn thức sự tiêu lượng vô định, tổng nhất 2 cái lượng dựa vào sự đồng nhất của tính chất chấm dứt.
và hai cái phần này rất, cái phần này rất là quan trọng, đó là Nivi Kabaka và Savi Kabaka sẽ là sẽ giải thích cái này rất là quan trọng, nó trái ngược hoàn toàn với nhận thức luận trong nhà nha, tức là phải chánh lý và cái phân biệt hai cái này, nhận thức hai cái này. Còn mấy phút khi tham khảo thì đây mình chỉ học rồi mình chỉ xem có bản PDF mình xem ra 6 tìm được 6 phái tiếp cận Ấn Độ là đủ rồi. Sách tiếng Anh thì có, sách tiếng Anh thì nhiều, mình chắc lớp mình không có đâu. 5 volume này, cái này cũng có đưa lên, có thể đưa lên vì tả số ai mà giỏi tiếng Anh thì đọc cái sách này nè. Lịch sử truyền thống Ấn Độ, History of Indian Philosophy, 5 volume của Das Gupta giáo sư này có sạc rồi, cũng đưa lên cái tìm hiểu 6 phái tiếp cận Ấn Độ. Cái quyển này thì cái quyển này thì nói ngắn là không có đầy đủ cái quyển này sáu phái trào Ấn Độ với bị tập cái quyển này là vừa được rồi, không có thời gian đâu, lên lớp cố gắng trình bày rồi sau đó thì cái PowerPoint nó cứ record lại quý vị coi thôi, cái điểm nào cần thiết thôi, điểm nào cần thiết rất nhiều lắm, bởi vì do cái kỳ tới mình sẽ cái buổi tới chắc 28 buổi tới mình sẽ học những phạm trù cơ bản trong triết học, thì cái bài đó cũng là bài kinh qua cho mà biết thôi, những cái phạm trù thôi chứ cũng không phải là cái bài đó là bài đó là để mà thi cử, cho nên chỉ biết qua sách tiếng Anh thì quý vị nào rành tiếng Anh mới đọc, chứ còn không rành tiếng Anh thì đọc cái quyển sách đó cũng được rồi, đủ thi làm bài thì làm bài thì ta có thể collect những dữ liệu trên mạng hết giờ giới thiệu rất là mùa một cái nội dung thôi, do là nói là đúng ra cái lớp mình là có mấy năm trước á có năm buổi có 20 tiết cái này tiết có 45 tiết rất là nhiều thì là bớt cái sọ như thế này. Thì nhiều sáu phái tiếp học Ấn Độ quý vị đọc ha, quý vị đọc cái quyển này là vừa, cái quyển này để mà còn ba học phái khi mình học lớp là vừa cái phút nữa đó. Bữa nay chỉ có giới thiệu thôi đó. Cái giới thiệu có syllabus không mà đã hết giờ rồi đó, giới thiệu mà qua lướt qua đó chưa giải thích đó. Rồi có ai có vấn đề gì hỏi gì đâu, có học viên nào có cần cái điều gì không để trò nói. Vậy không có gì thì mình nghĩ để phương khác mình học cái bài khác ha. mình học sẽ kỳ tới sẽ mình học cái bài vấn đề trong kỳ tới mình sẽ học cái bài mình sẽ kỳ tới chúng ta sẽ giải thích những cái thuật từ đó, mình sẽ học cái bài rồi các học viên có cần nói điều gì không, chúng ta hồi hướng nghĩ được rồi. Cái syllabus không mà nó dài cho nên là học ta trong khi học thì sẽ nói những cái điểm quan trọng thôi, chứ còn cái gì vậy nhớ không hết đâu, nó học triết là học như vậy đó, học triết do thường tọa trưởng kho là nó maximum trả làm maximum cho mình biết, không có ai có ý kiến về ha, không có ai có cần nói gì ha, hỏi một bây giờ hỏi nè, hỏi pháp tâm nè, pháp tâm là phật tử pháp tâm nè. Cái này tức là cái syllabus không mang biết hỏi gì, có nghĩa là có nghĩa theo syllabus như vậy á thì mình học những cái chính thôi trong cái vấn đề thi thôi, bởi vì thấy phật tử cũng lớn tuổi, một số hoàng lớn trong đây lớn tuổi nhiều cho nên mình không có nhớ hết được đâu, cái này là cho nên thì tới thì chúng ta học thì những cái điểm nào quan trọng thôi, trò sẽ focus vào những cái điểm nào quan trọng, những cái điểm nào mà quan trọng với các vị take notes ha, cái điểm nào quan trọng với vị take notes, rồi cái ngày mà khi mà hoàn tất á, cái ngày mà ôn tập nhớ tham dự rồi mình ráng cố gắng mình nhớ tại lớp luôn những cái điểm nào quan trọng. Bằng không thì sẽ khi mà cầm cái đề thi sẽ giống như một cái tấm rừng đó, ví dụ như trình bày sách Kaya và Đa, mình không biết sách Kaya và Đa gì, không theo học phái Sankhya, lúc đó thi thì đâu có cho đem tư liệu gì, cho đem điện thoại gì ha, cho nên từ sách Kaya và Đa là mình phải biết nè, Pratiksha là mình phải biết mấy cái từ đó, trong triết học là mình biết mấy cái từ đó, cho nên không chú ý thì mình có hỏi không có điện thoại thì không có tư liệu, không có điện thoại mình có hỏi giám thị học cũng không biết mấy cái từ đó đâu, chỉ những người nào học coi từ từ trong bài học á sẽ giải thích những cái từ đó, đúng là tại vì triết là phải học cái năm thứ ba thứ tư. Bây giờ là ví dụ như mình viết tiểu luận á, ví dụ vấn đề siêu hình học mình mới chọn hai
chọn hai học phái, ví dụ như chọn học phái Sangha và Yoga là mình so sánh được rồi, mình lấy cái siêu hình học là cái gì gọi là metaphysics á, còn epistemology là nhận thức luận. Nhận thức luận theo học phái Sangha là gì, nhận thức luận theo học phái Yoga là cái gì đó. Thì mình so sánh, lấy chọn ít nhất hai học phái cho đề là đó. Bây giờ chuẩn bị là vừa chọn hai học phái để mình viết tiểu luận. Cái thuật từ nó như vậy chứ đâu có thể mình nói ngắn được đó. Mình chú ý mấy cái từ đó nha, chứ không thì vào phòng thi mình cầm cái đề thi lên là giống như một cái tấm rừng đó. Chỉ có người học triết mới biết cái thuật từ thôi, còn ngồi người ngoài không biết được, không thể nào biết những cái thuật từ này. Họ nhìn vô họ cũng biết, mới gọi là học triết. Không sao, dễ lắm, học mà qua thi qua môn dễ lắm, không rất khó đâu. Có 50 điểm mà mình làm tiểu luận đã 25 rồi, vào thi 25 là 50. Không có biết cái presentation thuyết trình thì nó mới vui. Thuyết trình một nhóm khoảng 5-10 vị, bắt đầu là ta chọn mấy buổi cho nó đỡ, tức là cho nó cái điểm, cho nó xếp qua, cho nó điểm cộng vào cái phần mà tiểu luận, thì cái phần thi nó dớt lại thì mình sẽ pass qua môn thôi. Cái điểm pass là điểm không khó. Đâu hỏi ý kiến của cậu Phật tử gì, pháp tâm gì đó. Phật tử giờ giác quan hỏi nên đại đức điều mô hả? Thứ nhất là giác quan của mới vô thì không có theo dõi hết, giác quan sẽ nghe lại toàn bài. Cái này chỉ mới có mô Phật và tự tỏ là chỉ mới có giới thiệu về syllabus thôi. Bởi vì thì để giáo hoàng nói cho nghe, thì giáo hoàng mới nghe cũng khoảng 10-15 phút thôi rồi, và biết là hôm nay là bắt đầu là giới thiệu cái đề cương trong tiếng Anh là cái syllabus đó. Thì giới thiệu đề cương thì trong đó có phần giới thiệu cái phần sách tham khảo. Giáo hoàng nghĩ rằng là sư tăng cường sách tham khảo tiếng Việt, bởi vì là cái đối tượng này là đối tượng là sinh viên năm 1, năm 2 giờ cho năm 4 cử nhân đi nữa cũng là người Việt, cho nên là tăng cường cái sách tham khảo tiếng Việt còn cho sinh viên. Giáo hoàng lướt qua là thấy là nó nhiều sách tiếng Anh là sinh viên này không có đủ trình độ đâu. Vì dĩ nhiên là khi học triết thì cũng học luôn một số cái thuật ngữ Bali Sanskrit theo cái truyền thống. Ví dụ mình học tới triết học Theravada thì dĩ nhiên Bali, triết học đại thừa thì phải Sanskrit. Thì dĩ nhiên triết học Ấn Độ là nó chủ yếu là Sanskrit. Thì cái việc này thì học tới đâu thì giảng trạch tới đó. Cho nên cái vấn đề là giảng trạch cho từng khái niệm là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên không cần phải quá là chi tiết đâu. Sinh viên là cử nhân chứ không phải là thạc sĩ, không phải là tiến sĩ. Cho nên là chỉ cần là nắm vững các vấn đề chủ yếu, cốt tủy của vấn đề triết học độ. Điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4. Còn cái việc thi cử á, cũng không cần phải nói là sinh viên như vậy. Sinh viên buộc nguyên tắc là phải nghe hết, chứ không phải nói chỉ có tới cái ngày ôn thi đi. Không ai tới ngày đi thi mới đi ôn thi mới đi mới học. Thì đó là dễ hư cho chạy bậy. Nghĩa là sinh viên phải theo dõi, phải học hết tất cả những bài mong thầy ông giảng xuyên suốt một quá trình, chứ không phải nói là phải tới ngày đi nhớ ôn thi tới đó là ôn, phải để ý những gì đó. Không phải vậy. Học ở đây là học một cái quá trình bền bỉ lâu dài, phải kiên tâm trì trí, cho nên phải nghe, theo dõi và là thỉnh thầy giáo thọ là gửi bài cho các vị ta đọc trước. Ta đọc, ta nghiên cứu chỗ nào không hiểu thì vô ta hỏi đúng vấn đề đó và trả lời vấn đề đó cho nhanh. Rồi chỗ nào mình nhắm mà bây giờ sinh viên nó cũng chẳng biết đâu mà hỏi thì mình phải giảng. Mình phải giảng cái chỗ đó thôi. Giờ đây là giáo hoàng coi thấy dĩ nhiên là cái bữa đầu là cái syllabus giáo hoàng mới vô sâu thành chưa có coi, không biết là nó gồm có tất cả là bao nhiêu bài hoặc là bao nhiêu chủ đề thì giáo hoàng chưa biết, và cái nội dung căn bản đó là gì để giáo hoàng nghe lại. Giáo hoàng mới vô đây thành là cũng để sẽ nghe lại toàn bài, nhưng mà cái phần nghe được cái đoạn nó rằng là phải take note đó, tức là phải ghi chú ấy. Cho nên đại đức mới tốt nghiệp về cho nên rồi cũng còn bị ảnh hưởng bởi tiếng Anh, tức là phải ghi chú, học tới đâu thì phải ghi chú tới đó. Dĩ nhiên là nhiều vị ta cũng xuyên như thế này, ta ghi âm xong rồi ta chép ra bài đó, ta chép ra cái file word để rồi là những người bạn cùng học nữa đó. Cho nên là chú thích được nhiều chữ Bali Sanskrit như vậy rất là tốt rồi. Bây giờ còn vấn đề là cái nghĩa tiếng Việt là gì, nó rất là cần thiết. Bằng không là sinh viên sẽ ngờ ngợt cái chữ Bali là không biết nghĩa gì á, tiếng Anh này không biết nghĩa gì nữa. Đây là đâu phải lớp dân tiếng Anh đâu, chỉ trong là 500 người này chỉ nhiều 30 người
giỏi tiếng Anh thật, 50 người giỏi tiếng Anh là tối đa. Trời ơi, cái dân đi du học mà khi đi học kia còn tra còn đó chữ, đó gọi là đỏ giấy. Cho nên là xin giới thiệu thêm cái phần tác phẩm tiếng Việt đi. Đã, chịu khó mai mốt đi xuống với thành phố Hồ Chí Minh đi dạo một vòng hoặc là lên trên mạng sách những tác phẩm nào nó mang cái tính là giới thiệu kinh điển, nó rất cần thiết cho sinh viên. Chứ bằng không là giới thiệu tiếng Anh là sinh viên đuối học nói đâu. Bây giờ là cái phần là sách là con yêu cầu chỉ là tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ, nó có bản PDF thì Ngọc Thanh sẽ đọc, con yêu cầu đọc cái này là vừa rồi. Vì không có nhiều thời gian đâu. Còn cái phần là mỗi cái bài á, con đưa là hầu như con đưa lên mỗi cái bài á là sẽ record lại, tức là ghi lại, ghi âm lại, rồi ghi âm cả hình ảnh lại, thì sau đó họ sẽ coi, họ sẽ coi lại. Phần lớn con đưa hết, những cái quan trọng là con đưa lên hết, không có tóm tắt gì đâu, đưa lên cả hầu như cả bài luôn. Cho nên là nó không đủ thời gian để mà đưa trước đâu. Bởi vì con là người đầu tiên mới tiếp xúc cái lớp này, cho nên vừa đủ thời gian là cái chỉnh sửa đó, và đưa xong. Còn bây giờ nó có như thế này, nó có một cái là cái đề cương cái tổng thể là mấy gạch đầu dòng để sinh viên họ gợi ý, họ cũng nắm bắt rồi. Cái phần sau khi học xong rồi là cái chi tiết, chứ mình đừng có cầu toàn quá. Cầu toàn là sinh viên không có tư liệu để đọc trước. Cho nên là Giác Hoàng cũng đề nghị là nên là có cái đề cương căn bản cho là sinh viên theo đó mà đọc trước suy nghĩ, để rồi là học xong rồi một ngày sau, hai ngày sau, ba ngày sau cũng được, đưa cái bài chi tiết khi mình trong quá trình giảng mình bổ sung đó. Là cái kiểu như thế, mình đừng có cầu toàn quá. Cầu toàn sinh viên không có bài, mà trong khi đó sinh viên muốn hiểu là họ phải tra cái khái niệm này, dẫu là đọc trên Google nó cũng ba chóp ba nhán, nhưng mà họ cũng tra cứu được chút đỉnh. Thậm chí trên cái Google họ định nghĩa sai, thì lúc bây giờ là từ cái đó mình mới dợt lại sinh viên đấy. Quý vị theo ông Quy, cái này chưa, cái này mà họ ý nó là hỏi cho gì thuật ngữ dễ thi, thầy cho thuật ngữ ngắn để nhớ dễ nhớ thi. Cho nên cái chuyện mà thuật ngữ là dĩ nhiên là phải có rồi. Ví dụ như mà học tiếng Nam Uẩn theo tiếng Bali là Bancha Khanda chẳng hạn là phải biết rồi, thì tiếng Sanskrit là Bancha Skanda chẳng hạn, thì cái đó là cũng phải buộc phải biết thôi. Tương tự xét thời tưởng hành thức và các cái thuật ngữ khác, từ cái nhận thức luận rồi sáu phái triết học vân vân, thì mấy cái thuật ngữ, cái danh từ riêng và cái thuật ngữ đó là dĩ nhiên là học rồi, trên quý Phật tử cũng không có cái gì là quá băn khoăn. Cho nên là cái bữa đầu nên là giới thiệu nhiều quá thành thấy ngộp. Bây giờ cho thấy ngộp. Cho nên là triết học Ấn Độ nó đâu phải nói là sáu phái triết học là một cái thời gian dài, còn lục sư ngoại đạo thờ Phật nữa, cái lục sư ngoại đạo rồi sau nó trải dài một thời gian là sáu phái triết học rất là rộng, rất lớn. Cho nên sinh viên là chưa có phân biệt là lục sư ngoại đạo với sáu phái triết học nữa, cho nên là cứ từ từ mà học nha. Nhưng mà đúng là thấy kéo thấy mấy cái thuật ngữ nhiều quá sinh viên cũng sợ, cũng phát sợ. Nhưng mà suy nghĩ thì cũng không có cái điều gì mà đáng sợ đâu. Hôm nay là bữa đầu tiên, là chủ yếu là giới thiệu cái tổng thể chúng ta học là 44 tiết, có thể chia thành là thấy 10 bài, thấy là 10 chương đấy. 10 chương có thể mình gom thành là một chương, như vậy là 4 bài chẳng hạn. 4 tiết, một chương và 4 tiết mình phân bổ tạm như vậy đi. Thì cái chương nào quan trọng thì cái vị mà giáo thọ rất là sẽ giảng sâu. Như mới nói đó là sáu phái triết học, quý vị không cần đọc nhiều, đọc hết cuốn sách đó thì quý vị cứ tập trung đọc đi. Còn những vấn đề như nhận thức luận Phật giáo nè, rồi cái đó cũng là một cái mảng cực kỳ to lớn. Giờ mà quý vị học Trần Na, Đít Na Ga, Pháp Sứng Dhammakitti, cái đó khi dĩ nhiên bây giờ mình học hơi sớm, cho Phật giáo rồi cũng sẽ dạy tới cái là nhận thức luận, logic học, tới năm 3, năm 4 sẽ học hết những cái tư tưởng trường phái này. Bây giờ này giới thiệu thôi. Còn con á, theo con á thì sau một là sau khi dạy thì con có gửi PowerPoint, thì theo cái PowerPoint đó là học thôi, tại là cũng đưa lên hết trên PowerPoint đó, PowerPoint. Cứ nói chung là vừa thâu âm rồi là có PowerPoint nữa, thì nói chung là cái nguồn tư liệu đầy đủ, cho nên quý vị cũng không có gì mà phải lo lắng. Con hoang mang quá chưa biết hỏi gì, thì đúng là chưa biết gì lấy đâu mà hỏi.
chưa có một cái khái niệm gì hết. Con đường đi tới, con đường đi đi tới ban mơ thuộc cũng phải biết ban mơ thuộc là nó thuộc là tỉnh Cao Nguyên Đắk Lắk, thì vô trong Google nó biết ban mơ thuộc là nó thuộc tỉnh Đắk Lắk đi, chủ thế nó là thành phố của cà phê, thủ phủ của cà phê chẳng hạn, thì vô ta đọc ta tra cứu bây giờ được hoàn toàn biết gì hết. Thôi cứ từ từ đi, học Ấn Độ có các vị, có các vị mà tốt nghiệp từ Ấn Độ á, thưa quý vị á, nó vậy rất có thể rằng quý vị bữa đầu tiên là chưa tiếp cận được, thành quý vị thấy lo. Còn mấy ông thầy ở Việt Nam mình nè, ngay cả sư Hoàng cũng không có muốn phê bình à. Ông vậy ở trường đại học đấy mà ông chưa từng đi qua sống Ấn Độ, ông chưa từng biết Ấn Độ là gì, ông có tầm bảy tầm ba đâu, nói cái thuật ngữ ông cũng nói trật, tư tưởng nói trật giống như người ta mấy cái người mà không biết về Phật giáo, vô giáo Phật giáo vậy, biết gì đâu giảng. Cho nên quý vị học triết học Ấn Độ may mắn mà có những vị ở sống tại Ấn Độ, sống chết ở đó cái điều nữa đó, trên 10 năm ba là dường như 3-4 bằng thạc sĩ gì đó, sư Hoàng cũng được biết sơ sơ vậy thôi, chứ sư Hoàng cũng không có điều tra kỹ đó. Cho nên nó sống chết với là Bali, sống chết với Sanskrit, sống chết với văn học Ấn Độ, sống chết với là triết học Ấn Độ. Cho nên là nghe cái mùi là cà ri ở trong người kép á, đúng không? Là nghe cái mùi cà ri á, là nghe cái mùi là triết học Ấn Độ không, nếu mà nói thật quý vị á. Chứ nghe cả mấy cái người mà không có học triết học Phật giáo á, sư Hoàng cầm đi ra nhà sách mua một cái cuốn từ điển như nè, mua từ điển triết học về, nó dịch từ Anh sang Việt mình đọc không hiểu gì cả, mà xong đó mình mới lật ngược lại, giống như mình đọc từ dịch từ Việt sang Anh mình mới đoán cái từ này là tiếng Anh là gì nè, mà nó dịch bậy vậy nè. Đấy, cho nên thôi thì quý Phật tử yên tâm, sư đương mở cái chat quý vị đương thử hỏi gì nè. Dạ con không biết cái gì đâu hỏi mới học cho nên là chưa hỏi là đúng rồi. Con hoang mang chưa biết hỏi gì sư thì cũng đúng thôi. Dạ con thấy version toàn là ngoại ngữ, thì bây giờ học triết học thì phải học tận từ gốc. Giống như quý vị biết chữ anatta là vô ngã hay là phi ngã, chữ dukkha này có nghĩa là phải khổ, mà khổ như thế nào rồi anicca là vô thường, cái gì của vô thường, thì quý vị biết cái từ gốc nó vẫn là lợi, nó vẫn là tốt. Nhưng mà bữa đầu tiên thì nhiều cái từ quá, thành chất cái lệ là quý vị thấy ngọt thôi. Một cái đề cương mà nhiều trang như thế, người ta một cái đề cương chỉ là 3-4 trang thôi là triển khai bao nhiêu cũng đã ớn rồi, còn cái đề cương nghe nó mấy chục trang đây không, người ta đọc là muốn ngất xỉu rồi. Giao cho chú Hoàng đọc bây giờ chú cũng muốn xíu luôn á. Cho nên á, một cái đề cương dán một bữa là 4 trang á, căn cứ trên đó không để đỡ mà coi như để điều á, soạn là mấy chục trang như thế là một cái đề cương là quá đồ sộ thưa quý vị. Thôi thì cái nào mà thấy không cần thiết mình giảm bớt, ví dụ như học thuyết mà nhận thức luận Phật giáo bảo đảm, hoặc là học thuyết là duy tâm luận của Phật giáo, hoặc là triết học Ấn Độ, nó đâu có đơn giản đâu. Mình học duy thức là ông Hoàng cũng bị lệch. Nếu chúng ta không hiểu, rất có thể chúng ta hiểu sai về duy thức. Nếu chúng ta không hiểu thấu, chúng ta có hiểu sai về thức luận. Cho nên thôi yên tâm đi, để đâu để điều anh sẽ điều chỉnh lại cái gì mà căn bản nhất. Giảng vậy quý vị giống như là mình ăn bánh vậy đó, mình phải lột vỏ dần dần, dột lột tháo, đầu tiên là tháo cái nẹp ra, thấy cái cột cái lạc đó, tháo ra, xong rồi tháo sự hoàn thỉnh thoảng ăn bánh tét đó. Tháo là chú dần dần rồi mới đầu chúng ta mới ăn được bên trong chứ, rồi cái bên ngoài nó khác, cái nhưng nó khác nữa đó. Cho nên thôi thì quý vị cũng đừng có quá mà lo, không sư Hoàng mới đi về thành không có nghe kịp nên được cái nội dung hết, mà đọc thấy cái chat nè, rồi là để điều cũng rất là quan tâm đến quý vị á. Soạn bài là mấy tháng nay nhập thất rồi soạn bài thưa quý vị, chứ không phải như sư Hoàng đi đông đi tây đâu. Nãy điều là nhập thất mấy tháng này để mà soạn bài á. Cho nên thôi thì quý vị cũng an tâm ha, để điều sẽ giảm bớt những cái thuật ngữ, cái chi tiết linh tinh, giảm bớt nhấn mạnh những chỗ nào còn á, là tất cả mọi thứ là được là diễn bày ở trên file PowerPoint hay là file Word cũng được, để đọc bài các vị đã học là được rồi. Còn những cái chỗ nào mà cần nhấn mạnh thì nhấn mạnh, còn cái chuyện mà thi cử á là các chị phải học hết, chứ không phải nói như kiểu là học một hai câu rồi quan trọng chưa tới ngày thi rồi. Một chỗ thôi, không có cách gì mà học hết được. Không, có nghĩa rằng là giảng bao nhiêu là phải học hết bao nhiêu, nhưng mà cái chúng ta để nhớ thi thì là chúng ta nhớ là 90%, còn cái không thi là nhớ 50% chứ cái kiểu vậy.
người ta lười biếng ta không học nhá, chờ tới ngày thi ôn thi câu gì vậy huynh đệ, gỡ lên rồi đại điều nói cho hai câu này thôi vô đây thi, rồi cái người nào ví dụ chân trung soạn cái câu đó rồi thấy lên anh bạn tối ngày mai thi mà là huynh đệ có cái bài ôn không gỡ lên đây với, thế là cái người A người B gỡ vô cái đó sư cũng không đồng ý nha. Học như thế là không có chất lượng, giảm mất đi cái chất lượng của khoa là sư không đồng ý á. Cho nên là sư cũng là cương quyết đó. Dầu cho thi vô đầu vô 500 mà đi ra 120 là sư cũng hài lòng. Rồi từ từ ra trường, chứ không có cái chuyện mà cứ người nào đi học là phải ra trường hết. Học mà người nào cũng ra trường thì còn gì là cái lớp học nè. Tu cũng phải trải qua nhiều năm tháng mới đắc đạo chứng quả, chứ đâu phải tu ngay là đắc đạo hết được liền. Tu tiến hóa lên làm trời làm Phật hết được liền, đâu dễ vậy. Cho nên, đi yên tâm đi ha, cứ đại nhượng và đại đức điều sẽ giảng dạy quý vị nha. Rồi là có file âm thanh nè, rồi cái file word nè, rồi là quý vị cũng phải chịu khó để rồi là mình mới thâm nhập triết học Ấn Độ. Sau này mình lật qua kinh mình thấy đây là quan điểm của mấy ông cũng vậy nè, trong kinh mô tả như thế này nè. Rồi sau khi chúng ta học kinh vừa rồi, kinh trường bộ trung rồi, giờ tới trường A Hàm bắt đầu tác động ngược lại đó, chúng ta học qua học lại nó cũng là hỗ trợ nhau dữ lắm. Nhưng mà quý vị cũng học nhé, nói quý vị phải lưu ý một điều nữa nè, nói rồi cũng phải bây giờ đầu bữa đầu tiên lại học một hai bữa sư hoàng cũng dạng các vị đi học là phải bận áo dài vô sư hoàng nè, thấy không, y không, thấy quý vị thấy y sư hoàng mà y không đó, sư hoàng đưa ở trong cốc nè, nhưng mà vẫn phải rép y. Quý vị tăng ni thì phải bận áo tràng, cư sĩ thì thôi mình không có bắt buộc, bởi vì cư sĩ thì họ bận cái áo bình thường cũng là áo rồi không, nhưng mà như pháp tâm này anh đưa mở áo tràng này đó, cho nên là dầu học ở đâu ở tới lớp học hoặc là học Zoom online gì cũng vậy, cũng thể hiện cái phong độ nghiêm túc trong học tập, cái phong độ là nghiêm túc trong giao tiếp, trong ứng xử đó. Nên sư thấy dường như hoa tâm cũng bằng áo tràng đó, ví dụ vậy. Cho nên sư đề nghị như vậy để chúng ta tập cái sự nghiêm túc cho nó quen dần. Đó. Cho nên mình ở đâu cũng vậy, đi tới trường cũng vậy, mở nhà cũng vậy. Đó, thấy đạn điều không? Đó đạn điều giờ anh cũng bật camera lên, nó cũng đáp y đó. Cho nên là mong quý vị ha, là nhất là tăng ni á, mình nghĩ lại ở nhà mình học mà thôi cũng bằng áo bình thường cũng được. Nếu mà cái tinh thần vô ngã vô chấp thì sư cũng không có chấp gì đâu, nhưng mà cái vậy thì nó dần dần nó khiến cho quý vị sẽ lờn với cái tâm của chính mình thôi, nó lờn với cái pháp bất thiện. Con người chúng ta nó chứa đầy pháp bất thiện sẵn rồi, bây giờ chúng ta tu chúng ta phải làm sao bào mòn bớt, giảm thiểu bớt, chứ bây giờ chúng ta cứ để nó tiếp tục, nó cứ lẫy lừng, nó tiếp tục nó sanh sôi nảy nở. Nhưng mà ngay cái trong lớp học mà mình còn không có nghiêm túc được thì đi ra ngoài là sẽ nghiêm túc thưa quý vị, đúng không? Biết chắc 100% vậy. Ông sư ở đây mà ông đi đào cây á, mà ông cởi áo trần á, ông cũng được ở nữa. Cởi trần á, đi đào cây trồng cây đó thì nóng lực đó, sư còn không cho phép nữa. Cho nên mong quý vị tăng ni, quý Phật tử phải lưu ý mấy cái điều đó. Cho nên mình cũng tập dần cho sự nghiêm túc đó. Nên vô đi học đúng giờ, ngày nào mới kè thì giống như sư vậy đó, thì sư đi về trễ thì sư vô sau, nhưng mình sẽ nghe lại ha. Cho nên là có những cái mình phải cũng dò dẫm, mình không nghe hết cho nên mình khó nói, như sư đâu nghe hết được đâu, sư mất nghe cũng đoạn à, đoạn phía sau mà đúng là kéo không thấy chữ quá trời chữ, chữ thấy toàn là quá không à, không sư hoàng cũng dân đi học Ấn Độ đây, mấy cái chữ sân tít ra là đọc cũng muốn réo cái miệng, đọc cái sân tít là đọc muốn léo cái lưỡi mình này vậy, mà đọc chưa ra nữa, đó là sự thật. Cho nên thôi thì quý vị cứ từ từ mà học, đừng có hoang mang, đừng có lo lắng ha. Rồi thôi thì cứ vậy mà học tới đi, rồi là cố gắng học cho đủ 44 tiết ha, 44 tiết cái lâu là sư sẽ sắp đặt cho là giáo thọ xuống giảng dạy trực tiếp là thứ bảy chủ nhật. Sư dự kiến á là một tháng như vậy có thể là một lần hoặc là một lần học tại lớp và ba bữa là học online, như vậy để quý vị gì cũng có cái thời gian đến lớp tương tác huynh đệ, rồi là quý vị ở nhà học cũng đỡ phải cái thời gian đi lại, ở đâu cũng học được cho đỡ tốn tiền, chứ đi học từ xa tốn tiền dữ lắm thưa quý vị.
nó có tiền đi không, và thứ hai nữa đi mất sức khỏe lắm, giờ này muốn học là sáng mai tối nay phải đi, rồi đi thức đêm thức hôm, rồi ăn thiếu ngủ không đủ vân vân, lên nó giật dời lắm. Cho nên ở nhà học online nó vậy mà rất hiệu quả. Tuy nhiên không phải vì vậy mà không đến lớp, đến lớp rồi quý vị không có cái cơ hội giao tiếp, không biết ứng xử, cho nên vẫn phải có một tháng có một lần đến lớp học và gặp thầy gặp bạn, rồi giao tiếp, rồi ăn cơm tại chỗ, rồi biết cái dọn dẹp, biết cái cách nói chuyện vân 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 vân. Cái đó cũng là một cái môi trường học tập. Cho nên sư dự định á, là cứ một tháng như vậy chúng ta có một lần học tập trung, còn ba bữa là học online đi, để điều ở trên Ngọc Quang Ban Mô Thuộc cũng có thể là dành thời gian để mà nghiên cứu, mà không đi mất thời giờ thưa quý vị, mà mất thằng tiền bạc nữa, tốn tiền bạc lãng phí. Nói cho báo với quý vị vậy đó. Sao con có ý kiến chút rồi 5 tiếng là con thấy là con á, thì con làm sao con cover, con là con dạy sao mà hết 11 nội dung đây là vừa, không nhất thiết phải 45 tiếng theo quan điểm của con, không phải nhất thiết 45 tiếng tiếp, tức là sao có thể là ít hơn 45 tiếng, làm sao mà cái nội dung cơ bản đó, tức là tập trung vào focus vào tập trung vào cái những nội dung cơ bản, những cái thuật tử, những thuật từ thuật ngữ giải thích rõ ràng, nó có thể ít hơn 45 tiếng cũng được. Cái phần dĩ nhiên là nhà trường cũng không có cố chấp là thế, tuy nhiên là thế, nhưng là cái đáp ứng nội dung là một, và khi mà mình khéo á là mình giảng rộng ra là 45 tiết cũng không đủ nữa. Giảng rộng là 44 tiết là nó trôi cái vèo, không có đủ. Ví dụ trong một bữa mà giảng đậm đặc như thế là sinh viên đâu có hiểu được. Bây giờ mình giảng cái mấy ý thôi, một tiếng đồng hồ 45 phút giảng chỉ là 5 bí thôi, sinh viên nó còn không nhớ nữa. Cho nên đưa cái chữ vào trong cái đầu không phải đơn giản, phải giống như là cái chỗ nó bùng phải đổ đá, đổ xi măng, đổ lấp cho nó đầy, nó cứng xong rồi lúc bây giờ chúng ta mới làm đường, làm xi măng đâu dễ gì, giống như một cái bãi sình lầy vậy. Chúng ta làm rất nhiều thứ, phải bồi đắp bồi bổ cho sinh viên đủ kiến thức hết, kiến thức xã hội học, kiến thức triết học, kiến thức văn học, kiến thức Phật học. Muốn giảng dạy kết quả là phải bồi bổ cho sinh viên trong mỗi giờ dạy, chứ không phải riêng là chỉ có môn triết học. Phải bồi bổ sinh viên về văn học Phật giáo nè, bồi bổ cho sinh viên về là cái chuyên ngành Phật học nè, bồi bổ sinh viên về kiến thức là triết học Đông Tây Kim Cố nè, trong đó Ấn Độ là một bản. Cho nên là để bồi bổ cho sinh viên là có một cái lượng kiến thức, họ tiếp thu cái lượng kiến thức đặc thù của mình á là mất nhiều thời giờ lắm. Cho nên là cứ thông thả mà dạy. Dĩ nhiên với 11 cái đề tài, 11 cái chủ đề đó là cũng vậy là ớn rồi. Trung bình là cứ một chủ đề là 4 tiết đi. 11 chủ đề là 44 tiết. Trên thực tế là bữa đầu là chúng ta giới thiệu tổng quát, bữa cuối mình nói vậy chứ rồi cũng phải ôn lại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, 6, điểm 9, 10, 10 bữa, 11 chủ đề, mỗi chủ đề là có mấy ý chính, vẫn phải ôn như sinh viên. Mặc dù sự yêu cầu là vậy hết, chứ không có chuyện mình đi ra câu 1, câu 2, cái 2 câu rồi bây giờ chừng đó vô đó mà ôn, rồi bắt cái cô lớp phó học tập hoặc là bắt cái cô thư ký là phiên tả ra, rồi cứ theo đó mà cái người mà phiên tả trật thì giờ vô viết trật. Nhiều khi các vị là viết đúng á thì nói chi, mà viết trật á là nhiều khi nói thiệt thì quý vị sư cũng xong nữa. Tự xong tức là thà viết sai tự nhiên theo cái hiểu quý vị, còn đây là quý vị học thuộc lòng cái sai của người khác. Do đó mà sư hoàng mà thẳng tay cho zero cho một luôn. Mà đợt này á, mà người nào mà từ 5 điểm trở xuống á, là được xem là bị điểm liệt nha. Sư báo quý vị á, 5 điểm á, trên 50 là bị điểm liệt. Mà đây là dễ, cái thời của cái gọi là bằng là 7-8 năm giờ trước á, là mệnh là nhiêu? 15 trên 40 là liệt, 25 trên 60 là liệt. Cho nên sinh viên rất như xu rụng, 25 mà trên 60 là liệt đó thưa quý vị. 15 trên 40 là liệt đó, chứ không phải là 1-2 đâu. À, cho nên thôi quý vị cố gắng học đi, để nhường bởi đại đức điều là anh cũng nghiên cứu cũng dữ dàng lắm. Nhưng mà bây giờ giống như một cái dạng gọi là đậm đặc vậy đó. Để từ từ giờ anh sẽ học cái kỹ thuật là pha loãng ra, không? Cà phê đậm đặc quá, đánh ngét không ai uống cho nổi. Cho nên là phải bỏ một chút đường vô, loãng loãng ra, bỏ chút đá vô nữa, uống sẽ rất là hấp dẫn, đúng không? Còn cái cà phê tinh chất, nó đậm đặc luôn. Mà không khéo là nó uống đánh ngét không ai uống nổi luôn. Triết học của đại đức giác điều, đại đức giác điều là vậy đó. Cho nên từ từ sẽ thấy quý vị thấy một lượng kiến thức là khổng lồ. Nhưng mà để mà hiểu được như thế là
Mô hả? À. Mô Phật cho nên là con Mô Phật con yêu cầu chỉ là tập tìm hiểu của Hòa Thượng Mấy Giác tại cái quyển sách này là được thôi, tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ, chứ còn nhiều cái sách đó họ dịch, ví dụ trong Phật giáo có Tam Tạng Kinh Điển mà họ dịch cái Kinh Pháp Cú không mà họ dịch gì đâu mà thấy. Rồi con đọc qua như ví dụ như Sankhya họ họ dịch ra, họ dịch sang bản tiếng Anh ra, họ dịch tức là 75 karika. Ví dụ như trong cái khóa yoga họ định nghĩa yoga là gì, yoga vritti niroda, họ dịch họ bỏ từ vritti, yoga có nghĩa là đoạn trừ tâm, được gọi là yoga. Yoga cái vritti là họ bỏ đi, cho nên nó là vritti, cái vritti là rất là quan trọng mà lại họ bỏ đi, cho nên là con không yêu cầu ra ngồi tiện sách, tiện sách muôn chi rồi mất công rồi bỏ vào nó chọc chỗ, nên là đọc cái quyển của Hòa Thượng này là được rồi, vừa rồi thôi cứ thống nhất là cứ thầy giáo yêu cầu cái cuốn sách gì thì quý vị đọc cho hết cuốn sách đó. Ví dụ sách của Hòa Thượng Mạn Giác cũng là một cao thủ Phật giáo rồi, ngài Mạn Giác là một nhà thơ, một nhà Phật học, một nhà triết học, là ngài viết cái cuốn đó là ổn rồi, quý vị cứ đọc cuốn đó trước đi, nếu sau này có thời giờ đọc những cái cuốn sách khác nữa, còn không thì thôi. Như vậy thì chỉ có một cuốn sách đó làm giống như là cái tài liệu là tham khảo. Còn cái giáo trình thầy giáo soạn tới đâu gửi cho quý vị tới đó, quý vị ráng mà bám vô. Như vậy là đỡ, chứ nhiều thầy giáo bên ngoài cũng vậy, cũng không có giáo trình thì quý vị là mình phải ghi lại hết thôi. Mà ông phát âm sai mấy cái từ Bali Sanskrit không biết đâu mà lận. Sư còn nghe vô một hai lần là sư còn đuối, của cái từ này sư tìm mãi, sư lục mãi trong đầu sư tìm ra. Cuối cùng ông đọc sai. Zenism á, mà ông đọc là cái China, ông đọc là China chứ, đọc là China. Một chữ cái phái triết học gì Ấn Độ mà cứ China. Bữa xưa nghe, sau này mới biết rằng là Zenism, mà ông đọc là cứ China, đọc theo cái kiểu của miền Bắc nó lên lỡ mà nó cũng không có đúng nữa đấy. Cho nên là quý sư có cái điều kiện là học Bali Sanskrit là khá là vững vàng rồi. Mà chiều điều chỉ có là mình đọc nó không hay như người Ấn thôi. Giống như người tiếng Anh của mình nói tiếng Anh nó không hay được. Nhưng người Anh, người Mỹ nói một cách nó fluently thôi. Chứ kiểu nó vậy. Nhưng quý sư là hiểu rất là sâu về cái khái niệm đó. Thôi thì hôm nay là học bữa đầu tiên ha. Cho nên quý tăng ni và quý Phật tử cũng yên tâm. Rồi là Đại Đức Giác Điều là cũng rất là chuyên tâm cho cái việc mà giảng dạy truyền đạt, với một lượng kiến thức rất là đồ sộ, cho nên là sẽ thả cái hồn thơ, thả cái trí não, những cái con chữ đó vào trong các cái bài, có thể là bài bao boy. Hôm nay thì chưa soạn bao boy mà soạn bài cái file word cũng được nữa. Sư Hoàng cũng soạn bao boy mệt quá, không có người làm, cho nên là giảng bằng cái file word cũng được, nhưng mà giảng ở chỗ nào thì mình tập trung ở chỗ đó để cho sinh viên dễ theo dõi thôi. Còn những chỗ khác tự mà đọc đi, tự nghiên cứu đi. Con đem lên bao bòi hết á, chứ không có đây. Cái này cái đại cương này là file word thôi. Đây. Còn cái trình độ cử nhân là trình độ là tự đọc sách nữa. Trình độ cử nhân không phải như trình độ là phổ thông ở trung học. Cho nên mình phải tự đọc sách. Cho nên thưa thì quý vị, sư thương quý vị ở đời rồi cũng như đạo vậy, vất vả ngày đêm đi kè kiếm tiền, rồi còn đi học nữa. Cho nên mà để mà đạt được cái trình độ mà có một cái sở hữu kiến thức Phật học được, sư cũng nể quý vị lắm quý vị. Nhưng mà những vị nào mà học cũng kịp thôi, mình cũng biết cái thân cái phận cái duyên cái nghiệp mình vậy, mình cứ thanh thản đi. Thanh thản thành rồi thế nào cũng đến niết bàn, thanh thản đi rồi thế nào cũng học xong cái chương trình cử nhân này. Cho nên sư cũng quý vị lắm, cho nên quý vị đừng cứ kèo nài trội trơn cái học có kiến thức nha. Học với cái khoa này phải có kiến thức thật sự đó, nó nhờ nó có lưu giữ lại cái hệ thống âm thanh đấy, toàn bộ nó, cho nên mình nghe đi nghe lại được rất là tốt. Còn mình học của chính quy ngày nay là toàn là đi lấy lại bài của từ xa để học lại, thưa quý vị. Chính quy ngày nay á, mà cái khoa nào, cái lớp nào mà nó trùng cùng với một ông thầy giáo thọ dạy cho từ xa là họ mừng lắm, cảm ơn rối rít luôn. Nhờ có bài cho nên họ lấy xuống họ nghe lại bài. Nhờ vậy mà tới kỳ thi á, là bớt lo. Cho nên thôi thì hôm nay là bữa học đầu tiên, nên quý vị tăng ni quý Phật tử yên tâm ha. Rồi là Đại Đức Điều sẽ đồng hành với quý vị
À, cho nên là trong cái học kỳ này bảo đảm là đại điều không làm gì chuyện nào khác đó, không lo đi giảng dạy thôi, nghiên cứu giảng dạy cho nên đó là nó cái mà cái tính rất là hàn lâm và quá đậm đặc về thuật ngữ Phật học, cho nên khiến cho sinh viên của hội của tạm dùng cái từ là hoang mang đó. Mà có gì hoang mang tu mà cứ gì hớ ra hoang mang tu hớ ra là bức xúc tu mà hớ ra lo chưa đạt dẹp bớt đó đi. À, bớt cái hoang mang, bớt lo âu, bớt bức xúc đi, cứ tu bực hở ra con bức xúc quá, con bức xúc quá, con hoang mang quá, con hoang mang quá, cái đó là tu thất bại rồi. Sư cũng còn thất bại nhiều thứ chứ không phải sư nói quý vị không, sư cũng thất bại nhiều thứ lắm, sư cũng nói quý vị thôi, nhưng mà quý vị là phải bớt cái đó đi chứ quý vị đừng nghĩ rằng cái từ hoang mang vậy là đúng, cái từ mình bức xúc là đúng đâu, tu cái sao bức xúc hoài. Rồi thôi dạy ngang là thỉnh đạt điều hồi hướng an thỉnh thầy giáo thọ. Nguyện đêm con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi good night. 8 là chắc 28 mới có tiếp về. À, như nên là quý vị và bắt đầu vô tinh thần học tập rồi nha. Nói chung phải dành thời gian, dành thời gian chứ nhưng kỳ này cũng nặng lắm á. Rồi nay mai trường Ai Hàm gửi về cho quý vị đọc được hai cái version luôn, version cũ từ bản dịch cũ, bản dịch mới. Rồi là học thêm chữ Hán rồi tra cứu rồi đủ chuyện hết. Nhớ học chữ Hán nữa, mỗi ngày học cái chữ Hán, đừng có chờ tới ngày thi rồi học chữ Hán làm sao mà thuộc. Mỗi ngày dễ trên trời nè, nhìn cây nhìn cỏ thấy như một đó. Mình tất cả mọi thứ là chúng ta phải học qua cái hình tượng, phải nghiên cứu là lục thư đó, hình tượng giả tá rồi hội ý chỉ sự rồi đó, phải nghiên cứu hết mấy đó mà học chữ Hán nhanh, để rồi là nó hỗ trợ cho các cái môn mình học sắp tới nha. Rồi thôi thì tính hồi nào vô thăm mà hôm nay vô sớm để mà nghe được điều giảng tí sẵn nhắc luôn, mong rằng quý vị an lành yên tâm mà học ha, yên tâm mà học tới nha. Rồi được nhiều được kết quả để học để tu mà. Rồi thôi dạy ngang vô hợp. Vâng, chúng con xin kính tri ân sư ạ. Chúng con kính tri ân sư giáo thọ. Vô hợp. Rồi chúc quý vị khỏe. Thấy trên Zalo Viber nó báo rằng là Covid đang trở lại đó, cho nên thôi cố gắng gìn giữ sức khỏe ha. Đó, sư không biết cái việc đó nó diễn tiến phức tạp như thế nào mà sư thấy cái thông tin là vậy. Nên vừa rồi như cô Diệu Tuệ cũng bị bệnh nè, nhiều người bệnh lắm đó, cho nên cô gìn giữ sức khỏe. Sư cũng vậy nữa, sư nói quý vị, sư cũng nói sư đi mà sư chị U vô Sài Gòn là sư cũng đóng cửa đi lên trường xuống thôi chứ cũng phải hạn chế đi lại. Rồi thôi chúc quý vị an lành. Sư tắt máy ngang. Recording stopped.